Thưa quý vị và các bạn, vụ việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn HS Tech Vina, công ty sản xuất linh kiện điện tử tại Bắc Ninh đã gióng lên một hồi chuông về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất. Tại sao các trường hợp này đều bị nhiễm độc khí methanol trong khi các công đoạn sản xuất đều sử dụng sản phẩm cồn ethanol? Trước đó, các ca ngộ độc methanol phải nhập viện do uống phải rượu dởm có chứa methanol đã rất phổ biến. Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến sự việc này? Phóng viên của VOVTV đã có mặt tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc này. Bệnh nhân này phải nhập Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vì ngộ độc rượu có cồn công nghiệp methanol. Rất may, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, về lâu dài, sẽ chưa biết để lại hậu quả gì. Thì bất tỉnh nhưng mà không nói, không năng, không làm gì cả. Mở mắt thì cứ dám nhìn nhịm, không nhấp nháy được tí nào. Mở chân thì không co được. Vâng, thế là lên Vân Đình được một hôm thì cũng thấy cái mi bên trên đây này thì nó cũng ngắn máy, nhưng mà cái nòng trắng, cái nòng ấy là không đưa đi đưa lại được. Hàng trăm bệnh nhân làm việc tại công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bắc Ninh nhập viện cùng làm tại một bộ phận cắt kim loại, sử dụng cồn ethanol phun làm mát dao cắt. Trong đó có tới 37 bệnh nhân ngộ độc qua da và đường hô hấp, lại là cồn công nghiệp methanol. Nghi vấn được đặt ra, chất ethanol trong sản xuất đã bị thay thế bằng methanol, một hóa chất độc hại phải được sử dụng trong điều kiện bảo hộ lao động nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người lao động. Bệnh nhân sẽ bị rối loạn trong máu, nhiễm toan, nó chuyển hóa thành axit trong người, nó gây tổn thương mắt, gây mù mắt, tổn thương não, gây hỏng não, chảy máu não, hoại tử não, rồi thì gây tụt huyết áp, gây hôn mê. Và rất đáng tiếc là phần lớn các bệnh nhân ở Việt Nam ngộ độc cồn công nghiệp methanol là rất là nặng và cái tỷ lệ tử vong rất cao, từ 30-50% tử vong. Mà nếu mà không tử vong cũng để có gì, hầu hết có di chứng giảm thị lực hoặc mù mắt. Từ mẫu cồn do công ty gửi đến bệnh viện để xét nghiệm thì có tới 77,83% là methanol. Thực tế methanol không chỉ len lỏi vào rượu, một loại đồ uống phổ biến, mà đã len lỏi vào các nhà máy, công xưởng, gây ra vụ ngộ độc tập thể vô cùng thương tâm vừa qua, khiến một bệnh nhân tử vong, một số bệnh nhân bị tổn thương não, có bệnh nhân nguy cơ mù mắt vĩnh viễn.